Thưa quý vị, bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết bệnh viện đã cứu chữa cho cô gái bị vỡ túi độn ngực mà không biết. Bệnh nhân 28 tuổi, ngụ tại quận 9, bị ung thư vú trái đã được đoạn nhũ và tái tạo vú trái bằng túi độ silicon cách đây 3 năm. Sau điều trị, bệnh nhân được xuất viện và được chỉ định tái khám 3 tháng một lần. Trong lần tái khám định kỳ gần đây, các bác sĩ bất ngờ phát hiện chị bị vỡ túi độn nên cho nhập viện trở lại. Thời điểm phát hiện vỡ túi độn tuyến vú hai bên của bệnh nhân cân đối, sở không thấy khối hay tổn thương trên vú trái. Hạch nách hai bên sở không thấy và các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Silicon có chảy ra ngoài bao implant nhưng còn nằm trong bao sơ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thừa, phó khoa điều trị tổng hợp bệnh viện ung bướu, các trường hợp vỡ túi ngực phát triển âm thầm, rất khó phát hiện. Người bệnh sau đó được các bác sĩ phẫu thuật lấy túi độn vỡ, bơm rửa và thay túi mới. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo, phụ nữ có túi độn phải qua sàng lọc 3 năm sau khi đặt